Bình Chánh. Tài Mãi mến chào quý anh chị, vẫn như hàng ngày em đi review những mẫu nhà mới giá rẻ để phục vụ đến quý anh chị mình. Hôm nay em sẽ gửi đến quý anh chị mình một dãy nhà chỉ còn đúng 3 căn để có 3 sự lựa chọn để gửi đến quý anh chị mình thôi. Được nằm trên mặt tiền đường nhựa rộng tận 6 mét nha. Căn này mình mua về mình có thể kinh doanh, mua bán rất là thuận tiện luôn. Dãy nhà ngày hôm nay là dãy nhà mới 100%, vừa mới hoàn thiện xong luôn nha quý anh chị. Cái hướng này quý anh chị mình có thể đi thông ra ngay quốc lộ 50, ngay ngã ba Tân Kim. Đây ra vào đó thì rất là gần. Và hướng bên đây á, quý anh chị mình có thể đi ra ngay Ủy ban Hưng Long, ngay trường tiểu học Hưng Long luôn. Đó, từ đây mình ra Ủy ban Hưng Long thì mình đi đâu đó tầm khoảng là có 700m đến một cây số thôi. Thì quý anh chị mình có đi có xem nhà thì quý anh chị mình cứ gọi trực tiếp qua số điện thoại em có để trên màn hình. Đó, rồi kết bạn Zalo với em sẽ gửi thông tin vị trí cho cô chú anh chị mình tham khảo trước nha. Với diện tích ngôi nhà ngày hôm nay là ngang 4m, chạy sâu vào là tặng 30m luôn. Được xây dựng là một trệt một lầu, nó có 4 phòng ngủ và 2 không gian nhà vệ sinh, có sân trước để anh chị mình đổ ô tô thoải mái, sân sau lấy cho trời cực kỳ là mát luôn. Trong đây thì em chỉ còn cũng 3 căn có 3 sự lựa chọn cho cô chú anh chị mình nha. Một hai căn máy hợp và một căn máy nhật nha quý anh chị. Nó thiết kế rất là hiện đại và rất là sang luôn. Đó, với cái mẫu dãy nhà ngày hôm nay thì hai căn đầu đã bán rồi. Đó. Và cái mức giá bán ngày hôm nay rất là sốc luôn nha quý anh chị, chỉ có đúng 2.550 triệu thôi, vẫn còn thương lượng mạnh mẽ trực tiếp ngay chính chủ nha. Pháp lý nhà sổ hồng riêng mình có thể đi công chứng sang tên trong ngày. Và trước khi vào trong căn nhà thì bên đơn vị em sẽ làm cho quý anh chị mình một lớp cửa sắt 4 cánh nha. Di chuyển kế tiếp nữa sẽ cho anh chị mình một cái sân trước để anh chị mình có thể đổ xe ô tô thoải mái luôn. Đó, ở trong không gian sân rất là rộng luôn nha quý anh chị. Đã trang trí trồng một tiểu cảnh cây xanh cho quý anh chị mình phía trước nhà luôn. Đó. Và quý anh chị mình có thể làm thêm một cái mái che nắng che mưa nha. Cái mặt diện nhà ngày hôm nay á cực kỳ là đẹp luôn nha quý anh chị. Có 3 cái mặt diện khác nhau thì căn này em sẽ vay căn mẫu này, nếu mà quý anh chị mình muốn chọn cái mẫu nhà bên đây hoặc bên đây thì tùy theo nhu cầu của quý anh chị mình. Đó thì mà bên trong toàn bộ nội thất và setup đều giống nhau, chỉ có cái mặt trận là hơi khác nhau tí thôi nha quý anh chị. Cái nền nhà thì cũng rất là cao so với mặt đường luôn. Đó. Lớp cửa thứ hai sẽ cho anh chị mình lớp cửa sắt sơn tĩnh điện với kính là kính cường lực nha. Di chuyển vào trong không gian phòng khách thì bên đơn vị em trang trí cho quý anh chị mình một bộ ghế salon cao cấp ở khu vực không gian phòng khách luôn. Tường lạch bên đây á thì dán một bức tranh 3D rất là đẹp nha. Đối diện sofa sẽ là có kệ tivi và trang trí cho anh chị mình những cái bức dách BNC giả gỗ và giả đá cực kỳ là sang trọng. Hệ thống trần thạch cao, đèn full đầy đủ, trang trí cho anh chị mình một cái bóng đèn pha lê ngay chính giữa cực kỳ là sang luôn. Ở dưới chân cầu thang có hệ tủ giật hộp cho cô chú anh chị mình rồi. Đó, ở đây thì tặng cho quý anh chị mình một cây phát tài luôn. Di chuyển kế tiếp nữa thì ngay chân cầu thang ở quý anh chị, bên em thiết kế và trang trí cho anh chị mình một hệ tủ giật hộp có đi những cái bóng đèn led nè, nên cực kỳ là đẹp luôn và sáng á, ban đêm mở rất là sáng nha. Kế tiếp sẽ cho anh chị mình là một cái không gian bếp rộng rãi thông thoáng vô cùng, thì có hệ thống tủ bếp trên và hệ thống tủ bếp dưới rồi, mặt đá hoa cương bọc inox 304. Ở ngay không gian bếp sẽ lắp đặt cho quý anh chị mình một cái quạt trần nên cực kỳ là mát mẻ và thông thoáng. Ở đây có hệ tủ giật hộp luôn. Vào căn nhà cực kỳ là sang luôn nha quý anh chị, với diện tích ngang 4m, chạy sâu vào 30m, có sân trước để đổ xe hơi, sân sau lấy cho trời, tìm đâu ra nữa, mà bán với mức giá cực kỳ là sốc luôn, chỉ có 2.550 triệu thôi, vẫn còn thương lượng trực tiếp mạnh mẽ ngay chính chủ nha. Kế tiếp sẽ cho anh chị mình một cái phòng ngủ ở dưới đất nha. Phòng ngủ này thì gia đình mình á có cha mẹ hoặc là con em lên xuống cầu thang bất tiện thì mình có thể tận dụng phòng này, có không gian cửa sổ đi lấy gió trời, có hệ thống dây ấm đồng chờ mới là sẵn cho cô chú anh chị mình hết rồi. Căn này á quý anh chị mình di chuyển về các quận huyện thì mình đi đâu đó tầm khoảng là 20 phút rồi, trên 20 phút nha quý anh chị. Đó, gần như là quý anh chị mình ở Bình Tân, Tân Bình hoặc là quận 8, quận 7 rồi đó. Qua đây thì khoảng 20 phút, đường xá thì rộng rãi rồi. Ở đây là một cái sân sau. Wow. Đây mát dữ dằn quý anh chị ơi. Hệ thống sân sau thì gạch đồ cũng lót rất là sạch sẽ nha. Ở đây về quý anh chị mình làm thêm một cái khung nữa, rồi mình che máy tôi, mình để máy giặt và phơi đồ ngoài này luôn, rất là tiện. Không gian nhà vệ sinh thì bên đơn vị em đặt ở phía ngoài cho cô chú anh chị mình tiện sinh hoạt chung luôn. Đó, trong đây thì cũng đầy đủ công năng, tường lạch thì cũng ốp tặng lên cao nha quý anh chị. Và một cái căn nhà với diện tích ngang 4, dài 30m, có sân trước sân sau đầy đủ và được xây dựng một trệt một lầu, 4 phòng ngủ và 2 không gian nhà vệ sinh. Hướng nhà là hướng Tây Nam nha quý anh chị, và được bán với mức giá tổng luôn chỉ đúng 2.550 triệu thôi nha quý anh chị, tìm đâu ra nữa. Pháp lý nhà sổ hồng riêng mình có thể đi công chứng sang tên trong ngày.
Nếu mà quý anh chị mình xem ưng cái mẫu nhà ngày hôm nay thì hãy nhấc máy lên gọi ngay cho em qua số điện thoại trên màn hình, em sẽ ra đón quý anh chị mình vào xem nhà khảo sát thực tế luôn nha. Bây giờ mời quý anh chị mình di chuyển lên trên để mình khám phá không gian tầng trên nha. Và đây sẽ là tầng trên, thiết kế cho anh chị mình 3 phòng và một cái không gian nhà vệ sinh. Dưới chân cầu thang đi lên sẽ thiết kế cho anh chị một cái giếng trời, không cần mở đèn, nhà vẫn sáng nha anh chị. Đó. Di chuyển xuống đây là không gian nhà vệ sinh, thì bên đơn vị em thiết kế ở ngoài cho tiện anh chị mình sinh hoạt chung hàng ngày. Trong đó thì phòng ăn đầy đủ cho quý anh chị mình rồi, gạch men thì ốp tận lên cao. Qua đây là cái phòng ở cuối dãy nhà nha quý anh chị. Đó, phòng rộng rãi thông thoáng nè, hệ thống trần gạch cao, có không gian cửa sổ lấy gió trời thật là mát luôn anh chị. Quý anh chị mình muốn đi xem thực tế cái mẫu nhà này và muốn biết thêm thì em hẹn quý anh chị mình ngay ủy ban xã Hưng Lâm, đối diện trường học tiểu học Hưng Lâm nha quý anh chị. Đó, quý anh chị mình đi lên tới đó alo em sẽ ra đón quý anh chị mình. Phòng này là phòng thứ hai, vẫn có hệ thống cửa sổ để quý anh chị mình lấy gió luôn nha. Di chuyển qua đây nữa là phòng thứ ba, phòng lớn ở trên lầu. Phòng này sẽ có một cái ban công phía trước nhà nha anh chị. Đó, phòng rộng rãi nè, phòng nào cũng có ấm đồng che chờ nữa là sẵn cho cô chú anh chị mình hết rồi nha. Đó, di chuyển ra đây là một cái ban công phía trước nhà cho anh chị mình. Ra đây rất là mát luôn quý anh chị. Căn nhà của mình hướng tây nam á nên chiều thì có nắng nhẹ tí, ra đây gió thổi hiu hiu mát. Căn nhà của mình là mặt tiền đường rộng tận 6m nha quý anh chị. Đó, dân cư ở đây cũng rất là đông đúc và sầm uất luôn. Ở đây mình đi chợ trường học rồi á, mình đi trong vòng bán kính khoảng 1 cây số đâu lại thôi là anh chị mình có thể bắt gặp đầy đủ tiện ích hết luôn. Và giờ thì em mà quý anh chị mình di chuyển về tầng dưới em sẽ nói lại giá luôn. Nãy giờ anh chị mình cũng đã được bên đơn vị em quay sơ cái đường đi và không gian trong căn nhà rồi, thì em xin được nhắc lại với diện tích ngôi nhà của mình là ngang 4m, chạy sâu vào sẽ là tận 30m nha quý anh chị. Căn nhà của mình là được xây dựng là một trệt một lầu, nó có 4 phòng ngủ và 2 không gian nhà vệ sinh, có sân trước để anh chị mình đổ ô tô, sân sau lấy gió trời, cực kỳ là mát mẻ luôn. Pháp lý nhà sổ hồng riêng, mình có thể đi công chứng sang tên trong ngày. Qua hướng nhà là hướng tây nam nha quý anh chị, qua được nằm trên mặt tiền đường rộng tận 6m, đường nhựa thông tứ tung nha quý anh chị. Nằm ở phía sau trường học Hưng Lâm, đối diện ủy ban xã Hưng Lâm. Mình di chuyển vào căn nhà của mình đâu đó tầm khoảng 700m đến 1 cây số thôi, và mình di chuyển về các quận huyện lân cận thì mình đi đâu đó tầm khoảng hơn 20 phút thôi nha quý anh chị. Căn nhà của mình được bán với một mức giá tổng luôn chỉ đúng 2.550.000.000 thôi, vẫn còn thương lượng mạnh mẽ trực tiếp ngay chính chủ nha. Muốn đi xem nhà thì hãy nhấc máy lên gọi ngay cho em qua số điện thoại trên màn hình, hoặc là kết bạn Zalo của em sẽ gửi thông tin vị trí cho cô chú anh chị mình tham khảo trước nha. Và giờ thì em cũng xin kết thúc video tại đây.